khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh ấy, mà chúng ta làm một mình ấy, thì nó rất là nhanh nhưng mà nó không đi được xa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bản chất ấy, là mỗi một con người chúng ta ấy, là chúng ta không có thể nào mà làm tất cả mọi việc được. Đấy, đó là lý do tại sao mà chúng ta cần có những cái người đồng hành. Nếu mà một mình chúng ta làm được hết ấy, thì chúng ta chỉ làm được những cái việc nhỏ thôi. Đấy, mà vì chưa nhìn thấy những người nào mà thành công một cách thực sự thành công mà họ lại không có đồng đội, họ không có đội nhóm, họ không có nhân viên, họ không có những cái người giỏi ở bên trong cái hệ thống kinh doanh của họ. Đó. Vì vậy, nếu mà chúng ta muốn thành công, nếu mà chúng ta muốn đi xa thì chúng ta cần phải có đồng đội. Và đồng đội chúng ta là ai? Đó, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm cái đồng đội của mình, đúng không ạ? Để mà chúng ta có những cái người đồng hành tốt ấy thì nó có một số cái tiêu chí như sau. Đấy. Để mà chúng ta có một cái người đồng hành tốt ấy thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí như sau. Đấy. À. Đấy, tại sao chúng ta cần có người đồng hành thì Huy chia sẻ rồi, đúng không ạ? Đó. Thế thì đầu tiên ấy chúng ta phải là ai? Đấy. Đó, đầu tiên là chúng ta là ai? Bởi vì như này, khi mà họ muốn đồng hành với chúng ta thì lúc đó chúng ta phải là ai, đúng không ạ? Rồi, thế thì khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh ấy, thì chúng ta cần phải có một cái nguyên tắc là như này, đó là chúng ta khởi nghiệp kinh doanh vì điều gì? À, chúng ta phải hỏi là lý do mình khởi nghiệp kinh doanh là gì, đúng không ạ? Mình phải trả lời câu hỏi này, tại sao mình lại cần phải khởi nghiệp kinh doanh? Và có một xác có một xác ở nước ngoài, xác ở Mỹ, đấy, thì gọi là xác Mark Cuban có nói rằng là nếu như mà cái việc khởi nghiệp kinh doanh ấy, nó không phải là cái sự khát khao mà cái sự mà ám ảnh để mà anh chị em cần phải khởi nghiệp, cần phải phải làm cái gì đó thì anh chị em đừng có làm. Nếu như mà nó không phải là cái gì đó ám ảnh anh chị em ấy thì mình đừng có làm. Bởi vì sao ạ? Nếu mà mình làm thì nó sẽ thất bại. Hoặc là mình làm để mình có bài học thì nó lại khác anh chị em nhé. Còn nếu anh chị em làm mà muốn thành công ấy thì cái việc khởi nghiệp kinh doanh ấy nó phải là cái gì ạ? Cái khát khao, nó phải cái ám ảnh. Đúng không ạ? Và để mà chúng ta có thể có những cái người đồng hành cùng với mình ấy thì có một cái nguyên tắc rất là quan trọng, đó là gì ạ? Tầm nhìn, mục tiêu của chúng ta ấy, là phải gì ạ? Của chúng ta phải lớn hơn họ. Chúng ta phải lớn hơn họ. Anh chị em tưởng tượng như này này, đây là mục tiêu của chúng ta. Đây là mục tiêu của chúng ta. Và để mà chúng ta có thể là gì ạ? Tìm được những cái người đồng hành với mình ấy thì làm sao ạ? Thì cái mục tiêu này của chúng ta ấy nó phải lớn hơn cái mục tiêu của những cái người khác. Mục tiêu của những cái người khác ấy nó phải gì ạ? Nó phải nhỏ hơn chúng ta. Tầm nhìn của họ ấy nó phải nhỏ hơn chúng ta. Thì làm sao ạ? Thì họ mới đi cùng với chúng ta. Còn nếu như mà mục tiêu của chúng ta mà gì ạ? Nhỏ hơn họ thì họ sẽ không đi cùng chúng ta. Tại sao như vậy? Thì nói ví dụ như này. Nếu mà anh chị em khởi nghiệp kinh doanh để mong muốn kiếm được 20 triệu một tháng thì những người có mục tiêu là 200 triệu một tháng không bao giờ họ đi cùng với bạn. Có đúng không ạ? Nếu mục tiêu của chúng ta quá nhỏ, chỉ mục tiêu của chúng ta không ôm được cái mục tiêu của người khác thì họ sẽ không gì ạ? Họ sẽ không về với chúng ta. Mà chúng ta phải về với họ. Đúng không? Mục tiêu của chúng ta 20 triệu thì chúng ta phải đi cùng với người 200 triệu. Cái người 200 triệu họ sẽ đi cùng với người gì ạ? Là mục tiêu 2 tỷ. Cái người mục tiêu 2 tỷ thì họ sẽ đi cùng với những người nào ạ? Mục tiêu 20 tỷ. Đó. Cho nên để mà chúng ta tìm được người đồng hành ấy, việc đầu tiên đó là tầm nhìn mục tiêu của chúng ta phải lớn hơn họ. Đấy, chúng ta phải có một cái mục tiêu, chúng ta phải có tầm nhìn. Đấy, chúng ta phải có cái định hướng nó phải xa hơn họ. Thì khi đó làm sao ạ? Thì khi đó họ mới đi cùng chúng ta. Còn nếu không thì sao ạ? Nếu không thì mình lại đi cùng với họ. Mình là người đi cùng với họ.
Còn đây là mình đang muốn tìm cái người đồng hành với mình thì mình phải có mục tiêu lớn. Cho nên nguyên tắc đầu tiên đó là gì ạ? Mục tiêu là phải lớn. Còn lớn như nào thì ạ? Lớn như nào thì tùy vào cái bản thân của mình. Ví dụ như là anh chị em đang có một cái thu nhập khoảng 10 triệu một tháng chẳng hạn. Thì bây giờ mình điền thêm một con số 0 vào cái thu nhập đấy của mình. Nó thành là gì ạ? Là thành 100 triệu. Khi mà mục tiêu 100 triệu mình cảm thấy sướng. Mình cả 100 triệu mình sẽ tiêu này, mình sẽ tiêu đi kia, mình sẽ mua này, mình sẽ mua kia, ok đúng không ạ? Đó. Thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu 100 triệu ấy, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy năng lượng, chúng ta sung sướng. Và những cái người nào có mục tiêu dưới 100 triệu ấy, thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ về dưới trướng chúng ta, họ sẽ đi cùng với chúng ta. Đó. Thế thì nếu mà mục tiêu 100 triệu ấy, mà làm cho chúng ta run sợ, làm cho chúng ta sợ hãi, đó, thì đấy là một mục tiêu tốt. Còn nếu mục tiêu 100 triệu chúng ta bảo, ôi cái này làm được, đấy, đơn giản tôi có thể làm được, đấy, và chắc chắn tôi làm được, đấy, thì đấy vẫn chưa phải mục tiêu truyền cảm hứng. Mục tiêu lớn hơn của mình đó là gì ạ? Điền thêm con số 0 vào sau nữa, tức là mục tiêu là gì ạ? 1 tỷ một tháng. Và anh chị em đây này, cái mình đặt mục tiêu ấy thì nó chưa mất gì cả, chưa chết. Nhưng rất nhiều người không dám đặt mục tiêu, bởi vì sao ạ? Bởi vì sợ khổ, bởi vì sợ mệt, cho nên không dám đặt mục tiêu lớn, bởi vì sợ không đạt được, cho nên không dám đặt mục tiêu lớn. Nhưng thực tế là như này, mình cứ đặt đi. Đặt đi rồi tự nhiên là sao ạ? Tự nhiên mình sẽ lớn hơn để phù hợp với mục tiêu đó của mình. Mình sẽ lớn hơn để phù hợp mục tiêu của mình. Đó là gì ạ? Đó là sự phát triển bản thân. Anh chị em chúng ta đi học rất nhiều cái lớp học phát triển bản thân đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Chúng ta phải phát triển bản thân thì mục tiêu của chúng ta nó mới gì ạ? Nó mới gần với mình. Đó. Còn nếu mà chúng ta không phát triển thì chúng ta chỉ loanh quanh dám đặt những mục tiêu nhỏ thôi. Khi mà chúng ta bản thân chúng ta lớn hơn thì chúng ta dám đặt mục tiêu lớn hơn. Và khi mục tiêu chúng ta lớn hơn thì chúng ta hút về mình những cái người gọi là giỏi hơn. Đấy. Chứ còn những cái người mà mục tiêu thu nhập chỉ 5 triệu, 10 triệu ấy, thì họ lại không giỏi. Mà khi họ không giỏi thì họ về với chúng ta họ không làm được. Mà họ không làm được cuối cùng là gì ạ? Là chúng ta cũng không đi được xa. Đấy. Vì vậy là việc của chúng ta đó phải hút những người giỏi về với mình. Nhưng mục tiêu của mình phải lớn hơn mục tiêu của họ. Ok không ạ? Rồi. Cái tiếp theo nữa để mà chúng ta có một cái gọi là lý do khiến mình có thể hút được họ về với mình ấy, thì có một cái thứ rất quan trọng, đó là gì ạ? Là mình phải có một cái sứ mệnh hay là cái ước mơ rất là rõ ràng. Cái điều này thì những cái người khởi nghiệp Việt Nam thường là không có. Sứ mệnh ước mơ là cái gì đó nghe rất là xa vời, rất là xa vời với phần lớn mọi người. Và đúng là như vậy thật. Bởi vì có rất nhiều người đến tận cuối đời họ vẫn không biết sứ mệnh của họ là gì. Thế thì sứ mệnh là cái gì ạ? Xin thưa với anh chị em, đó là chỉ đơn giản là cái lý do mà mình sinh ra trên cuộc đời này. Tại sao mình lại có mặt trên cuộc đời này? Và rất nhiều người đi tìm cái câu hỏi này. Tại sao tôi lại có mặt trên cuộc đời này? Tôi có mặt trên cuộc đời này thì có ý nghĩa gì không? Chẳng nhẽ không có ý nghĩa gì sao? Đúng không ạ? Đấy. Thì sứ mệnh bao giờ nó liên quan đến cái việc là gì ạ? Cống hiến cho đi vì một ai đó, tức là gì ạ? Mình làm vì ai đó thì đấy là sứ mệnh. Ví dụ như là sứ mệnh sẽ giúp cho con người có thể là định cư trên sao Hỏa, đấy là sứ mệnh của Elon Musk. Sứ mệnh giúp cho mỗi một ngôi nhà có một cái máy tính để bàn, máy tính xách tay ở trong nhà, đấy là sứ mệnh của Bill Gates, đúng không ạ? Sứ mệnh giúp cho mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn, là sứ mệnh của Mark Zuckerberg, ví dụ thế. Đó, thì mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh, và sứ mệnh nó càng to lớn ấy, thì họ càng làm được những việc vĩ đại. Đấy chứ ạ? Thế thì cái sứ mệnh nó không có gì ghê gớm đâu anh chị em, chỉ đơn giản là chúng ta làm vì ai đó. Ví dụ như này, chúng ta cố gắng nỗ lực vì sao? Vì bố mẹ của chúng ta, vì con cái của chúng ta, vì vợ chồng của chúng ta, vì những người thân yêu của chúng ta. Đấy đã là sứ mệnh rồi. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên hãy làm vì một cái sứ mệnh rõ ràng. Mình biết rõ mình làm cái điều đó vì điều gì. Bởi vì khi mà khởi nghiệp kinh doanh ấy, anh chị em biết là nó rất nhiều những khó khăn. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị cái tâm lý ấy, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc. Có nhiều người khởi nghiệp kinh doanh chỉ vì là gì ạ? Chỉ vì kiếm tiền, hoặc là gì ạ? Hoặc là chỉ vì chứng tỏ cái bản thân mình, hoặc là chỉ vì là gì ạ? Mong muốn được người khác công nhận. Ví dụ như là họ đã có những cái người mà coi thường họ, người yêu bỏ họ bởi vì là đi theo một cái người khác họ thành công hơn. Cho nên họ khởi nghiệp kinh doanh để chứng minh cho cái người yêu cũ thấy rằng là mình có thể làm được cái việc này việc kia. Và đấy cũng là một cái động lực để họ làm việc. Tuy nhiên cái động lực đó không phải là động lực tích cực. Động lực đó mang tính chất tiêu cực.
Cho nên khi mà họ đạt được cái thành công, họ đạt được cái điều gì đó ấy, thì họ không biết là tiếp theo họ phải làm gì cả. Và khi đó thì họ sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng và họ rất là buồn. Đó, và cuối cùng họ đã mất cái mục đích sống. Đó. Vì vậy là chúng ta hãy tìm ra những cái mục đích lớn lao để trước khi mà chúng ta gì ạ, khởi nghiệp kinh doanh. Rồi, thêm một cái điều nữa đó là gì ạ? Ngoài cái việc sứ mệnh là giúp đỡ ở ai đó thì chúng ta nhớ rằng một điều này. Chúng ta khởi nghiệp kinh doanh thì chúng ta biết là kinh doanh là chúng ta phải bán hàng đúng không ạ? Bán hàng thì chúng ta cần phải có khách hàng đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhớ một điều này đó là gì ạ? Chúng ta luôn 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 là gì ạ? Tìm cách tìm cách hoặc là giải pháp để gì ạ? Để giúp đỡ khách hàng. Bán hàng là giúp đỡ khách hàng, đây là một trong những cái tư duy rất là cần thiết trong cái việc kinh doanh, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm cái việc này thì chúng ta có thể có một cái năng lượng rất là tích cực. Và chính cái năng lượng tích cực đó của chúng ta ấy, thì chúng ta dễ dàng hút về mình những cái con người mà có cùng một cái tầm tần số đấy, cùng cái tầm, cùng cái tư duy, cùng cái tầm tần số, đúng không ạ? Đấy. Rất nhiều người thì khởi nghiệp kinh doanh và mở ra những cái mặt hàng, bán những mặt hàng mà có thể là nó sẽ gây hại cho mọi người, những cái sản phẩm mà quốc cấm đấy, mà nó không tốt cho mọi người, nhưng mà vì sao ạ? Vì tiền cho nên làm bất chấp, thì đấy không phải là khởi nghiệp kinh doanh anh em nhé. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta hãy làm những cái việc mà tốt cho mọi người, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta chuẩn bị một chút như vậy về cái việc mà xây dựng cái bên trong của mình, đúng không ạ? Thêm một cái điều nữa để mà chúng ta có thể hút những cái người khác về trong cái đội nhóm kinh doanh của mình thì có một phần rất là quan trọng đó là gì ạ? Là xây dựng uy tín cá nhân. Xây dựng uy tín cá nhân là một điều cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Xây dựng uy tín cá nhân là một điều cực kỳ quan trọng trong cái việc mà thu hút những cái người thành công về với mình. Bởi vì sao ạ? Chúng ta muốn họ về với mình thì chúng ta phải trả lời câu hỏi tôi là ai để họ về với chúng ta, để họ về với mình, đúng không ạ? Ví dụ mình bảo là em về đây làm với anh đấy, thì anh sẽ giúp em trở thành cái người như này cái kia. Thế thì cái lời nói của mình nó phải ảnh hưởng đến họ, cái lời nói của mình nó phải tác động đến họ, lời nói của mình phải khiến cho họ gì ạ? Họ tin tưởng và họ đi theo chúng ta, họ đồng hành cùng chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ tin tưởng chúng ta. Cho nên cái việc xây dựng hình ảnh cá nhân và cái nhân hiệu cũng như là uy tín cá nhân của chúng ta ấy, chúng ta phải làm từ rất sớm. Có rất nhiều người thì cứ gọi là nhảy chỗ này một tí, nhảy chỗ kia một tí, và mỗi khi mà mình nhảy đi ấy, thì tất cả những mối quan hệ của mình ấy là mất hết. Coi như là mình mất hết uy tín của những người cũ và mình lại phải xây dựng uy tín hình ảnh với những người mới. Và sau một thời gian thì mình thấy là nó khó, không làm được, hoặc là mình gặp vấn đề gì đó đấy, hoặc là mình tìm thấy cái chỗ khác tốt hơn thì mình là gì ạ? Mình lại bỏ hết đi, mình nhảy ở chỗ khác đó. Thì mỗi một lần như vậy thì chúng ta sẽ mất đi tất cả những cái uy tín mà chúng ta xây dựng từ trước cái này, và điều đấy là cái điều cực kỳ là nguy hiểm về trong tương lai. Bởi vì sao ạ? Một người mất uy tín với chúng ta thì không phải là một người đó đâu anh chị em ạ, mà cả những cái mối quan hệ ở phía sau họ đều không tin tưởng chúng ta. Huy đã từng gặp cái trường hợp như này, tức là có hai anh CEO cùng cái tuổi của Huy đang chuẩn bị gọi là ký một cái hợp đồng rất là lớn đấy, và họ rất là vui mừng để ký cái hợp đồng đó. Hai bên đều có sự tìm hiểu với nhau về công ty của nhau đấy. Tuy nhiên thì trước khi mà cái anh khách hàng này anh ký hợp đồng ấy, thì có một người bạn cũng cùng tuổi luôn. Thế bạn nó bảo là cái thằng này ngày xưa nó cũng tệ, nó kém lắm, mà nó làm cho mọi người lao đao, nó gần như là lừa đảo mọi người luôn. Đấy, thì anh này bắt đầu anh tự nhiên anh lại nghĩ lại, quái không biết là thế nào. Thì anh lại chơi với người bạn kia, bắt đầu anh lại ngồi lại, anh bảo thôi từ từ chưa ký bộ. Anh bắt đầu ngồi với người bạn kia để anh hỏi rất là kỹ về cái con người của cái anh bạn này. Cái anh bạn chuẩn bị ký hợp đồng đó. Đấy. Và sau đó thì họ nhận được những cái thông tin rất là xấu. Đồng thời là họ điều tra, họ nghiên cứu và họ thấy đấy, điều đấy là đúng. Và sau khi họ thấy những cái điều mà cái người bạn kia nói là đúng thì ngay lập tức là anh ấy hủy hợp đồng luôn, không ký nữa. Đó.
Thì chỉ đơn giản là mình đã làm mất uy tín với một người này ấy, thì họ sẽ đi nói, hoặc là những cái ai đó khi mà muốn làm việc với mình ấy, họ sẽ hỏi những người bạn, người thân của họ, và chẳng may họ lại có mối quan hệ với nhau, họ chỉ nói rằng là cái thằng này không tin được, không chơi được, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ mất cả cái khách hàng, mất cả hợp đồng, có thể mất rất nhiều thứ. Vì vậy, một trong những yếu tố rất là quan trọng đó là chúng ta phải xây dựng cái nhân hiệu của chúng ta. Cái nhân hiệu của chúng ta càng lớn càng tốt thì việc của chúng ta càng dễ dàng trong cái việc mà tuyển dụng nhân viên, hoặc là tìm những cái người đồng hành cùng với mình. Ok không ạ? Đấy. Uy tín mà chúng ta không có thì chúng ta tìm người đồng hành rất khó. Không ai muốn làm việc với một cái người mà họ không không cảm thấy tin tưởng. Đúng không anh chị em? Ngoài cái việc mà chúng ta phải có một cái năng lượng, nguồn năng lượng rất là tích cực ra, ngoài 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 cái việc là chúng ta phải có một cái gọi là cái tầm nhìn, cái sứ mệnh rõ ràng, ngoài cái việc mà chúng ta phải có cái mục tiêu lớn hơn họ, thì chúng ta phải là người đáng tin cậy. Được chưa ạ? Rồi. Cái thứ tư, cái tiếp theo nữa đó là gì ạ? Cái năng lượng. Năng lượng tích cực. Đấy. Năng lượng là ngân lượng. Anh chị em biết là gì ạ? Là chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta muốn phát triển cái công việc kinh doanh của mình thì không cách nào khác đó là chúng ta phải luôn luôn giữ một cái năng lượng tích cực. Chúng ta mới muốn muốn tuyển họ về với mình, muốn tìm người đồng hành, muốn tìm những người nhân viên, tìm những người đồng đội về với mình, thì chúng ta phải nói chuyện, chúng phải tích cực, đúng không ạ? Năng lượng tích cực và gì ạ? Và thái độ là gì ạ? Thái độ trân trọng. Thái độ trân trọng. Thái độ trân trọng tại sao ạ? Bởi vì khi chúng ta thực sự mà trân trọng cái người mà chúng ta định mời ấy, thì họ sẽ làm sao ạ? Họ sẽ có một cái thái độ khác với chúng ta, đúng không ạ? Chứ mà nếu mà chúng ta mời họ với một cái thái độ mà không trân trọng ấy, thì kể cả là chúng ta có tất cả những yếu tố khác nhưng họ cũng sẽ không làm việc với chúng ta đó. Cho nên khi mà chúng ta muốn tìm một cái người đồng hành ấy, thì chúng ta phải thực sự có một cái thái độ rất là trân trọng và cái năng lượng rất là tích cực. Thì cái câu chuyện mà anh chị em đã từng nghe ở trong cái phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy, mà có gọi là có cái tích mà Lưu Bị 3 lần đến dạ lều tranh để mời Khổng Minh ấy. Đó. Thì Trương Phi nói rằng là tại sao lại phải hạ mình xuống đi mời một cái người ẩn sĩ mà tên tuổi thì cũng rất là gọi là bình thường. Lúc đấy thì vẫn là bình thường thôi, cũng là có tên tuổi nhưng mà cũng không đến nỗi mà phải để gọi như là minh chủ, chủ tướng phải 3 lần đến lều cỏ để mời như vậy. Nhưng mà chính cái thái độ trân trọng của Lưu Bị đã khiến cho Khổng Minh cảm động và đã gì ạ? Đã về với cả Lưu Bị. Bởi vì sao ạ? Những cái người tài giỏi ấy, thì họ bao giờ cũng vậy. Họ tìm những cái nơi mà họ cảm thấy trân trọng. Anh chị em cũng vậy thôi. Khi mà anh chị em thấy một cái công ty hoặc là một cái đội nhóm nào đó mà trân trọng chúng ta thì chúng ta cũng sẽ thích ở đó hơn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta ở một công ty mà những cái người nhân viên đó hoặc là những người sếp ở đó họ không trân trọng chúng ta, họ coi thường chúng ta, thì đôi khi kể cả có thể kiếm tiền nhiều hơn chúng ta cũng không ở, đúng không anh chị em? Đó. Vì vậy là chúng ta hãy gì ạ? Hãy trân trọng những cái người mà chúng ta định tìm về đó, để đồng hành. Ok không ạ? Rồi nhá. Rồi, đấy là một phần, một số thứ mà anh chị em chúng ta cần phải chuẩn bị để mà chúng ta tìm cái người đồng hành. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta tìm những người đồng hành đó ở đâu và họ là ai. Những người như thế nào thì chúng ta nên tìm trở thành người đồng hành của mình. Đấy, bây giờ là gì ạ? Là mình chọn người đồng hành. Còn mình xây dựng những cái yếu tố kia để làm gì ạ? Để họ chọn mình. Nhưng mình có chọn họ hay không? Đúng không ạ? Thì họ là ai để mà chúng ta có thể chọn họ, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là cái phần nó gọi là chọn người đồng hành. Chọn người đồng hành. Chọn người đồng hành thì cái người đó nó phải có những cái thuộc tính như nào? Nó họ phải có những cái gọi là tính cách hay là có những cái đặc điểm như thế nào để mà chúng ta nên chọn, đúng không ạ? Thì cái thứ nhất đấy, cái người đồng hành mà chúng ta nên chọn ấy, nó phải là cái người mà gì ạ? Người mà chúng ta gì ạ? Chúng ta thích chơi cùng và thích
làm bạn cùng với họ trọn đời. À, những cái người nào ấy mà chúng ta gặp họ ấy, chúng ta cảm thấy vui, gặp họ chúng ta cảm thấy thoải mái, gặp họ chúng ta cảm thấy tin tưởng, gặp họ chúng ta cảm thấy rất là hào hứng, đấy. Gặp họ chúng ta cảm thấy yên tâm, gặp họ chúng ta cảm thấy an toàn, nói chung là gặp họ là mình cảm thấy vui, cảm thấy thích, đấy. Thì cái này đôi khi nó là trực giác thôi, đôi khi nó là gì ạ, là cái sự cái rèn luyện của mình thôi. Nhưng mà ít nhất ấy, là làm việc với những người mà mình thích ấy, thì mình sẽ cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái. Còn làm việc với những thằng mà mình ghét ấy, thì nhìn mặt đã ghét rồi thì làm sao mà mình thoải mái được. Và khi mà không thoải mái với nhau ấy, thì rất khó để mà mình có thể gì ạ, tìm ra những cái điểm chung để mà mình gì ạ, mình cùng kinh doanh. Đó là lý do tại sao rất nhiều người khởi nghiệp họ đều tìm những cái người bạn của họ để mà khởi nghiệp. Nhưng mà những người bạn thì là không đủ, nó chỉ là điều kiện cần thôi, nó không cần phải điều kiện đủ. Nếu mà chỉ tìm những người bạn thì là không đủ, nó phải thêm những cái yếu tố khác nữa, đúng không ạ? Đấy, những người bạn thì là những người đấy nó phải có cùng những cái gì ạ, cùng cái sở thích, cùng cái niềm vui, cùng cái một cái điều gì đó, đúng không ạ? Phải có một cái cùng một cái mục tiêu, một cái sở thích gì đó, đúng không ạ? Thì đấy là cái đầu tiên, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa, đó là cái người mà chúng ta tìm để trở thành người đồng hành cùng với mình ấy, thì họ thường ấy là những người có gì ạ, họ có cùng mục tiêu, tầm nhìn, cũng như là gì ạ, ước mơ hay là sứ mệnh. Đấy, thì giống như lúc đấy là cái mục tiêu, cái hướng đi của mình là hướng này, thì những người khác họ đi theo hướng này, chứ không phải đi theo hướng ngang hoặc thì hướng ngược lại. Đấy, bởi vì nếu mà ngay cả cái mục tiêu của họ đã khác rồi, cái sứ mệnh của họ đã khác rồi, thì không thể nào mà đi cùng với nhau lâu dài được, đúng không ạ? Giống như cái việc như này, chúng ta cần đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, thì nếu mà chúng ta đi một mình ấy, thì thứ nhất là rất là buồn, thứ hai nữa là chúng ta sẽ không có những cái người trò chuyện, nó không vui. Thứ ba nữa là chúng ta rất là mệt. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta lái xe một mình nó mệt lắm. Nếu mà có người lái thay ấy, lái cùng với chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ đỡ mệt hơn, đúng không ạ? Và đấy cũng là lý do mà chúng ta cần có người đồng hành ấy. Thế thì nếu như mà cái người bạn của chúng ta ấy, người ta rất là thích chơi, nhưng họ không có mục tiêu đi đến Sài Gòn, mục tiêu của họ là chỉ đi đến là gì ạ, đi đến Thanh Hóa thôi, thế thì họ cũng chỉ đi với chúng ta một cái đoạn đường thôi, sau đó chúng ta phải tìm người khác đồng hành, và như vậy là chúng ta sẽ rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Hoặc là như này, họ lại không có đi đến Sài Gòn, họ lại muốn đi đến Lạng Sơn cơ, thì làm sao ạ? Nó ngược đường với chúng ta, và khi mà mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của họ khác với chúng ta thì rất khó để chúng ta đồng hành với nhau, đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta tìm người đồng hành, chúng ta phải hỏi họ mục tiêu của họ là gì, mục tiêu cuộc đời của họ là gì. Huy nói ví dụ nhỉ, mục tiêu của Huy đó là gì ạ, là giúp đỡ mọi người trở nên thành công và hạnh phúc, giúp đỡ mọi người trở nên giàu có. Và Huy xây dựng một cái đội nhóm kinh doanh với cái mục tiêu đó là giúp đỡ mọi người trở nên giàu có. Tuy nhiên giàu có ở đây được định nghĩa bằng 6 yếu tố: giàu có về mặt sức khỏe, giàu có về mặt tiền bạc, giàu có về mặt thời gian, giàu có về mặt cảm xúc, giàu có về mặt trí tuệ và giàu có về mặt mối quan hệ. Đấy, thì đấy là cái mục tiêu mà Huy mong muốn, và cũng là sứ mệnh, cũng là cái tầm nhìn mà Huy hướng tới. Sứ mệnh là giúp đỡ mọi người, tầm nhìn là giúp đỡ 50.000 người. Đấy, để trở nên giàu có với 6 cái khía cạnh đó, giàu có với 6 khía cạnh đó, đúng không ạ? Mục tiêu là giúp đỡ 5.000 người đến năm 2025, đấy, mình có thể giúp được 5.000 người đạt được cái điều đó, đúng không ạ? Sau đó là có các mục tiêu xa hơn, cái tầm nhìn nó xa hơn, đúng không ạ? Và để làm điều đó thì Huy không thể làm việc một mình được, Huy cần phải có những người anh em, cần có những người đồng đội, cần có những người đồng hành với mình. Đó, vì vậy là nếu như anh chị em cũng thấy rằng cái mục tiêu này cũng hay, mục tiêu này cũng thú vị, và mình cũng có thể là gì ạ, giống cái mục tiêu của mình bao nhiêu, cho Huy hỏi khảo sát một chút anh chị em nhé. Huy khảo sát một chút này,
Bao nhiêu anh chị em muốn trở nên giàu có về tiền bạc thì comment số 1. À, nếu anh chị em muốn trở nên giàu có về tiền bạc thì comment số 1, tức là muốn muốn nhiều có nhiều tiền thì comment số 1. À. Thế xem anh chị em có cùng cái mục tiêu với Huy không ấy. À, rồi, rất nhiều đúng không ạ? Rồi, Huy hỏi câu hỏi số 2, anh chị em trả lời thật nhanh nhé. Đó là nếu bao nhiêu anh chị em muốn giàu có về sức khỏe thì comment số 2. Muốn giàu có về sức khỏe comment số 2. À, rất tuyệt vời. À, đây là anh chị em muốn nha. Đấy, còn cái Huy muốn thì anh chị em biết rồi. Như là Huy hỏi anh chị em muốn thì nếu anh chị em muốn thì anh chị em comment, còn không muốn thì đừng comment. Ok không ạ? Rồi, rất tuyệt vời. Rồi. Anh chị em comment số 3. Nếu anh chị em muốn giàu có về thời gian, tức là mình có nhiều thời gian ấy, mình có nhiều tiền, mình có nhiều sức khỏe mà mình lại có nhiều thời gian. Chứ không phải là mình cứ bán thời gian lấy tiền, nếu cứ bán nhiều thời gian thì lấy được nhiều tiền, đến lúc mà gì ạ, không còn thời gian nữa để bán thì coi như hết tiền. Đúng không ạ? Tức là có nhiều tiền mà có nhiều thời gian, tức là muốn giàu có về thời gian thì comment số 3. Ồ, rất tuyệt vời, rất nhiều số 3 đúng không ạ? Rồi. Nếu anh chị em comment số 4, nếu anh chị em muốn giàu có về trí tuệ, tức là mình đi cùng với nhau ấy, là mình được học tập liên tục, được học tập, được nâng cao kiến thức của mình đấy, nâng cao cái trí tuệ của mình và không ngừng học hỏi, trở thành một cái con người trong một cái môi trường mà dạ, học tập liên tục đó, thì Huy đang xây dựng một cái môi trường mà nơi mà gọi là học tập liên tục, anh chị em hàng ngày học tập cùng với nhau đó, mà mọi người đều phát triển bản thân và có trí tuệ nó gọi là cao hơn. Chúng ta giàu có nhưng mà không phải là trọc phú, tức là giàu có mà ngu ngốc, đúng không ạ? Mà giàu có bằng trí tuệ, giàu có bằng năng lực bản thân của mình. Đó. Ok, rất tuyệt vời. Nhưng mà có vẻ là ít hơn nhá. Cái con số 4 này anh chị em thấy là gì ạ? Là ít hơn so với con số 3 ấy. Tức là ít người mong muốn là gì ạ? Có cái trí tuệ, tức là mong muốn học tập phát triển bản thân. Vì thấy là ít hơn đấy. Có vẻ là ít hơn rồi. À, không sao, đây là cái quyết định anh chị em. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo anh chị em comment số 5. Nếu anh chị em muốn giàu có về mối quan hệ, tức là gì ạ? Chúng ta có nhiều mối quan hệ. Anh chị em tưởng tượng là mình đi đâu mình cũng gặp bạn bè, đi đâu cũng gặp người quen, đi đâu cũng tay bắt mặt mừng, đi đâu mình cũng gặp những cái người mà yêu quý mình. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Tức là mình đi bất kỳ ở địa phương nào, ở khắp Việt Nam, chúng ta đều gặp những cái con người mà yêu quý mình, họ là bạn của mình. Thậm chí là gì ạ? Ở trên thế giới nữa. Đúng không ạ? Đấy. Huy thì có sở thích là đi du lịch, và mỗi khi mà Huy đi du lịch thì Huy rất là thích khi mà ở đó có những cái người quen mà họ yêu quý mình thì họ sẽ đón tiếp mình, họ sẽ hướng dẫn cho mình cái kiểu như vậy. Đấy, gọi là quan hệ rộng, nhưng mà với một cái vai trò đó là gì ạ? Nó phải có một cái gọi là tình cảm cơ, tức là họ phải yêu quý mình cơ. Chứ quan hệ cái kiểu như là ngày xưa Huy đi quan hệ kiểu gọi là công việc ấy, thì đôi khi là có công việc thì mình chơi với nhau, không có công việc là coi như là mình không quan tâm với nhau. Đấy, thì cái đấy thì đôi khi nó không phải là cái sự giàu có về mối quan hệ, đúng không ạ? Giàu có mối quan hệ là đôi khi là chúng ta đến với nhau bởi vì là chúng ta thích nhau, bởi vì chúng ta có cái đồng cảm với nhau, chứ không phải là chỉ vì công việc, đúng không ạ? Thì đấy là giàu có về mối quan hệ. Rồi, anh chị em comment số 6. Nếu anh chị em muốn giàu có về cảm xúc. À, giàu có về cảm xúc tức là sao ạ? À, nếu như mà chúng ta sống mà chúng ta ngày nào chúng ta được vui, chúng ta có một cái tâm an bình, nhẹ nhõm, chúng ta không có căng thẳng, không có stress, không có mệt mỏi, không có buồn phiền, không có sầu não. Đấy, mà chúng ta luôn luôn cảm thấy năng lượng, luôn luôn cảm thấy hào hứng, luôn luôn cảm thấy thích thú trong mỗi cái công việc mình làm, đúng không ạ? Đấy là gọi là giàu có về cảm xúc. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta đi giúp đỡ được mọi người ấy, là chúng ta cảm thấy vui ấy, đấy, thì đấy là chúng ta là giàu có về cảm xúc. Và những người giàu có về cảm xúc ấy, thì thường ấy họ sẽ là những người vị chủ, tức là họ sống vì người khác. Đấy, khi mà anh chị em mà giúp đỡ được một ai đó mà chúng ta cảm thấy vui ấy, thì đấy là cái người vị chủ. Tức là mình giúp ai đó mình thấy vui ấy, thì đấy là người vị chủ. Thì nếu mà anh chị em muốn giàu có về cảm xúc thì comment số 6.
Ok, rất nhiều anh chị em comment số 6 luôn ạ. Đó. Thì thực tế là như này này, anh chị em kiếm tiền cuối cùng là gì ạ? Kiếm tiền để làm gì ạ? À, kiếm tiền để mình mua sắm những cái đồ mà mình thích, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là mình có tiền mình mua cái iPhone 14 Pro Max. Đấy, vừa mới ra xong, thế mình cảm thấy sung sướng, cảm thấy vui, đúng không? Mình có tiền ấy, thì mình có thể cho đi. Và mỗi khi mình cho đi mọi người ấy, thì mình cảm thấy vui. Mình có tiền thì mình mua quà rồi tặng bố mẹ mình, đấy, cho con cái mình. Và khi mà mình nhìn thấy họ vui ấy, mình cũng vui, đúng không anh chị em? Đó. Và khi đó thì mình gọi là giàu có về cảm xúc, nó nằm ở chỗ đó. Đó. Thì cuối cùng là chúng ta gì ạ? Sống vì cái những cái cảm xúc mà. Đó, những cái cảm xúc vui nó khiến cho chúng ta có những cái động lực. Cảm xúc buồn đôi khi chúng ta cũng có những cái động lực nó mang tính chất khác. Đấy, nhiều khi có những người vì buồn mà gì ạ, mà thậm chí là làm những cái việc rất là ngu ngốc mà kiểu kiểu như vậy. Thì những cái cảm xúc nó cho chúng ta cái động lực để chúng ta hành động. Đó. Giàu có về cảm xúc đó là chúng ta có những cái cảm xúc mà gì ạ, tích cực, cảm xúc vui vẻ, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc an bình, cảm xúc nhẹ nhõm ở trong cuộc sống. Ok không ạ? Thì Huy đang hướng tới cái việc mà giúp cho cái cộng đồng của chúng ta ấy, là có những cái mục tiêu như vậy. Đấy. Thế cho Huy xin hỏi này, bao nhiêu anh chị em mong muốn là chúng ta cũng cùng nhau đóng góp xây dựng cái cộng đồng mà có sự giàu có giống như vậy? Tức là cái mục tiêu của mình ấy, nó cũng cũng nằm trong cái mục tiêu giống như mục tiêu của Huy ấy. Nếu anh chị em cũng thấy rằng mục tiêu của mình nó có ở trong cái mục tiêu mà vừa rồi Huy có vừa chia sẻ, một trong số các 6 cái đó hoặc là cả 6 cái đấy, thì anh chị em comment là tôi được không ạ? Chỉ cần anh chị em có một trong 6 cái mục tiêu đấy thôi là anh chị em comment tôi được rồi. Đấy. Được không ạ? Đó. Thì đấy là cái mục tiêu mà Huy đã xây dựng ra và Huy đang xây dựng cái cộng đồng mà bao gồm những cái con người như vậy. Và ở đây thì cộng đồng của Huy thì có những cái giải pháp cho anh chị em để giúp cho anh chị em kiếm tiền này. Anh chị em muốn kiếm tiền này thì Huy sẽ giúp cho anh chị em, hướng dẫn anh chị em cách kiếm tiền này. Đấy, có những cái team kinh doanh, có những team bán sản phẩm, bán hàng. Đấy, có những cái team chăm sóc sức khỏe. Đấy, có những team thì làm đẹp. Có những cái team thì là dạ là học tập và phát triển bản thân. Đó. Đấy, có những cái team thì lại là tập trung vào những cái bên trong, tức là rèn luyện con người ở bên trong. Đó. Thì tất cả những thứ đó ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có sự giàu có một cách mang tính chất là tổng thể, chứ nó không chỉ là giàu có một ở một mặt. Có những team thì lại dạng lại gọi nhau đi tập thể dục, đi chạy bộ, rồi là rèn luyện thể dục thể thao, ví dụ như vậy. Thế thì ở đây là chúng ta có rất nhiều những cái hoạt động khác nhau để mà chúng ta cùng một lúc chúng ta đạt được cái điều đó. Tất nhiên trong cùng một thời điểm thì chúng ta chỉ tập trung vào một mục tiêu thôi. Ví dụ anh chị em chưa có tiền thì chúng ta tập trung vào việc mà phát triển cái gì ạ, về cái tiền bạc. Nhưng mà thực tế này nhỉ, tất cả các yếu tố này ấy, thì nó đều liên quan đến nhau. Ví dụ anh chị em có thời gian thì anh chị em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mà kiếm được nhiều tiền thì anh chị em càng có nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Anh chị em có sức khỏe thì anh chị em dễ dàng kiếm tiền hơn. Mình là yếu ấy, thì không những là không kiếm được tiền mà còn gì ạ, còn đốt tiền, đúng không ạ? Đấy. Rồi mình có trí tuệ ấy, thì mình lại sẽ kiếm được tiền dễ dàng hơn. Đấy, và khi kiếm được nhiều tiền hơn thì trí tuệ mình càng mở mang, càng phát triển hơn, đúng không ạ? Cho nên tất cả yếu tố này nó liên quan đến nhau. Và để mà tiền bạc nó về với mình một cách gọi là bền vững ấy, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Nâng tất cả những cái chỉ số rồi nó lên. Nhưng mỗi một thời điểm mình sẽ nâng một cái thôi. Ví dụ thời điểm này là sức khỏe mình đang yếu thì mình nâng lên. Sức khỏe mình đang khỏe rồi, ok rồi. Đấy, nhiều thời gian rồi, tỷ phú thời gian rồi, thì ok rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ tập trung vào cái yếu tố là tiền bạc. Đấy. Hoặc là có những người thì có vấn đề về mối quan hệ là mình đang 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 cô đơn chẳng hạn, thì mình lại tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ. Nó kiểu kiểu như vậy. Thì mỗi một thời điểm chúng ta sẽ tập trung vào một yếu tố, nhưng cuối cùng là chúng ta phải nâng tất cả cái yếu tố này lên để mà nó dạ nó giúp nhau cùng đi lên. Được không ạ? Đó. Thì cho ý xin hỏi bao nhiêu anh chị em quan tâm đến cái việc mà tham gia vào cộng đồng này? Nếu anh chị em muốn tham gia cộng đồng mà Huy đang xây dựng thì anh chị em comment xuống là gì ạ, tôi muốn, được không ạ? Anh chị em muốn tham gia vào cộng đồng mà Huy đang xây dựng thì comment là tôi muốn. Ok không ạ? Rồi. Ok, rất tốt. Rồi. Rất tuyệt vời. Ok, thì cái người mà chúng ta tìm đó, cái người đồng hành tiếp theo mà chúng ta tìm ạ, họ là ai ạ?
À, ngoài cái việc cùng cái sứ mệnh tầm nhìn ước mơ ra thì họ phải là những cái gì ạ? Những người mà bổ sung cho chúng ta những điểm chúng ta còn yếu. Tức là sao ạ? À, họ có những thứ mà chúng ta không có. Họ có kỹ năng mà chúng ta không có, họ có kiến thức mà chúng ta không có, họ có mối quan hệ mà chúng ta không có, họ có tiền mà chúng ta không có. Đúng không ạ? Ví dụ như khi mà mình khởi nghiệp kinh doanh mà mình không có nhiều tiền ấy thì mình phải kêu gọi vốn, đúng không ạ? Tức là họ có tiền, còn chúng ta có năng lực, chúng ta có kỹ năng, chúng ta có mối quan hệ thì họ đầu tư tiền cho chúng ta. Đấy là gì ạ? Đấy là kết hợp, đúng không ạ? Hoặc là nhỉ, chúng ta muốn khởi nghiệp nhưng chúng ta không có kiến thức thì chúng ta phải tìm cái người có kiến thức. Ví dụ như là Lưu Bị muốn phục hưng nhà Hán và muốn trở thành vua một nước thì ông ấy lại không giỏi trong cái việc mà gì ạ, đưa ra những chiến lược, cho nên ông phải mời Khổng Minh về, bởi vì Khổng Minh có những thứ mà ông ấy không có, đúng không anh em? Đấy, ông phải mời những cái vị tướng về, bởi vì những vị tướng đó đánh trận giỏi hơn ông ấy, đúng không ạ? Đó thì mình tìm những người ấy mà có những cái kỹ năng, có những cái thứ mà chúng ta không có để gì ạ? Để bổ sung những cái điểm yếu của chúng ta. Bởi vì con người chúng ta không ai mà có thể toàn vẹn được. Anh chị em không thể nào mà học được tất cả những kỹ năng để trở nên thành công được. Ví dụ như để trở nên thành công chúng ta cần rất nhiều kỹ năng. Ví dụ như là kỹ năng quản trị về tài chính, quản trị về nhân sự, quản trị về khách hàng, quản trị về marketing, quản trị về hàng hóa, về kỹ thuật. Có rất nhiều thứ để chúng ta phải làm và chúng ta không thể nào học để mà chúng ta làm tất cả mọi thứ. Chúng ta không đủ thời gian để làm tất cả mọi thứ, không đủ thời gian để học tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Cho nên bắt buộc chúng ta cần phải có nhau, và cần có nhau đấy, cần những cái người mà bổ trợ cho những điểm yếu của chúng ta. Đúng không ạ? Và có một cái điều đặc biệt đây này, cái người mà bổ trợ cho những điểm yếu của chúng ta ấy, có thể họ sẽ có những cái nhóm tính cách khác biệt so với chúng ta. Anh chị em đều học về DISC rồi đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em chưa học về DISC thì comment là số 0. Anh chị em học về DISC rồi thì comment số 1. Thì vừa cái cuối tuần vừa rồi Huy có một chương trình chuyên sâu về DISC. Đấy. Thứ tư tuần trước thì Huy có một cái chương trình đào tạo miễn phí vào tối thứ tư về DISC. Anh chị em nào vẫn chưa học thì đấy là gì ạ? Đấy là lỗi của anh chị em, bởi vì anh chị em không không theo dõi. Không theo dõi cái gọi là những cái bài viết mà Huy đã chia sẻ cũng như anh chị em khác chia sẻ. Đúng không ạ? Thì cái đấy là mình sẽ thiệt thòi thôi. Đấy, mình đấy là gì ạ? Đấy là mình không có kiến thức mà họ có, cho nên là chúng ta phải gì ạ? Phải cần có nhau là vậy. Ok không ạ? Thì nếu mà chúng ta là người nhóm D mạnh mẽ, xông xáo hướng phía trước, nhưng chúng ta không giỏi trong cái việc mà giữ gìn các mối quan hệ. Chúng ta có thể khai phá để có thể có những mối quan hệ mới, có những khách hàng mới, nhưng giữ khách hàng thì chúng ta không giỏi. Vậy là chúng ta cần phải có gì ạ? Cần phải có người nhóm S để làm gì ạ? Để giữ giữ cái khách hàng của mình, đúng không ạ? Những người nhóm S họ rất là gì ạ? Quan tâm đến cái việc xây dựng mối quan hệ. Đấy, họ quan tâm đến việc gìn giữ mối quan hệ. Còn người nhóm D thì làm sao ạ? Rất dễ để mất những mối quan hệ, bởi vì họ gì ạ? Họ rất là bất cần, họ rất là gì ạ? Là tập trung vào mục tiêu, và khi mà họ tập trung mục tiêu họ không quan tâm đến cảm xúc của con người đó. Hoặc là nhỉ, những cái người nhóm Y ấy thì họ có những cái ý tưởng sáng tạo rất là lớn. Mình sáng tạo, mình muốn làm cái này, muốn làm cái kia, ý tưởng này, ý tưởng kia, rất nhiều ý tưởng. Tuy nhiên là gì ạ? Khi mà mình có ý tưởng nhưng mà mình lại không thực thi được. Cái người nhóm Y thì nói nhiều, nói hay nhưng mà làm thì lại dở. Thế thì việc của họ đó là gì ạ? Họ cần những cái người nhóm C chậm rãi, quy trình và làm sao ạ? Cứ giao việc đến tay là cứ lặng lẽ ngồi làm thôi. Nó không có nói nhiều. Thằng nhóm C nó không nói nhiều mà nó làm nhiều. Thế thì cái thằng mà nói nhiều thì kết hợp thằng thằng làm nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì ạ? Khi mà mình kết hợp với những cái người mà bổ sung cho mình cái điểm yếu ấy, thì thông thường ấy thì họ cũng có những cái điểm yếu mà mình lại thế mạnh. Ví dụ như này, thằng nhóm C thì nó nói rất là dở. Nó làm thì tốt nhưng nói dở. Thế mình lại nói tốt, thế mình nhìn thấy thằng nói dở mình sao ạ? Mình khinh thường nó, mình coi thường nó. Thế mình coi thường nó thì mình mất đi một cái yếu tố đấy là gì ạ? Trân trọng họ. Khi mình không trân trọng họ thì ngay lập tức là gì ạ? Họ bỏ đi, họ không không ở với mình nữa. Đúng không ạ? Hoặc thằng nhóm D nó rất là nhanh, mạnh mẽ. Và nhìn thằng nhóm S thì vừa chậm, vừa nhát. Bảo làm cái gì cũng bảo để từ từ. Mình rất là bực, rất là khó chịu. Đúng không anh nhé?
Đó, và khi đó làm sao ạ? Khi đó mình sẽ quát nạt, mình sẽ chửi mắng, mình sẽ coi thường họ. Và khi đó mình bị mất đi một cái thứ đó là gì ạ? Mất đi cái sự trân trọng họ. Và khi mình mất đi cái sự trân trọng họ thì họ bỏ mình ra đi. Đúng không ạ? Đó. Thì đấy là cái việc mà gì ạ? Là khi mà chúng ta tìm những người đồng hành mà họ có những cái thứ mà bổ sung cho chúng ta ấy, thì việc của chúng ta đó là phải cực kỳ trân trọng họ. Đấy, và học từ những cái điểm mạnh của họ và quên đi những cái điểm yếu của họ, hoặc mình biết cái điểm yếu của họ để mà mình sẽ giao cho họ cái việc phù hợp. Ví dụ như này, bản thân Huy cũng là một người nhóm D rất là mạnh. Khi mà trong kinh doanh ấy là Huy D rất mạnh, rất là quyết liệt. Tuy nhiên chính cái sự quyết liệt đấy của mình ấy, chính cái sự thẳng tính đấy của mình, chính cái sự chính trực, cái sự mà gì ạ, mà nóng tính của mình ấy, nó dẫn đến cái tình trạng là rất là dễ để mất những cái mối quan hệ. Bởi vì là mình không thích nói nhiều. Nói thật là anh chị em là nói mà cứ nói nhiều là mệt lắm. Đấy. Đặc biệt là khi mà phải nói chuyện với cả mọi người, đặc biệt là Huy nhắn tin ấy, là Huy nhắn tin rất ngắn gọn, đơn giản. Đó. Thì đấy là cái nhóm tính cách là nhóm D. Mà để mà khởi nghiệp ấy, thì anh chị em cũng biết là gì ạ? Để mà khởi nghiệp thì đầu tiên ấy, là chúng ta phải thể hiện cái tính cách của nhóm D. Bởi vì sao ạ? Khi mà khởi nghiệp là chúng ta phải có những cái quyết định rất là gì ạ? Rất là có khi mang cái tính chất là thay đổi toàn bộ cái cuộc đời. Mà chúng ta không D thì chúng ta không khởi nghiệp được đâu. Đúng không ạ? Thì có cái quy trình khởi nghiệp là D, C, I, S. Đấy, D, C, I, S thì Huy đã có một cái video, một cái bài đào tạo chuyên về quy trình để khởi nghiệp. Để khi mà khởi nghiệp là chúng ta cần phải thể hiện cái tính cách của nhóm nào. Đầu tiên là chúng ta là tính cách của nhóm D là mạnh mẽ, là sáng tạo, là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đấy, dám chấp nhận rủi ro. Khi mà gì ạ, khởi nghiệp là phải chấp nhận rủi ro, cho nên chúng ta phải thể hiện ở nhóm D. Và sau khi mà chúng ta quyết định là chúng ta khởi nghiệp rồi thì chúng ta lúc đó hầu như là chúng ta mới có một mình thôi, đúng không ạ? Và để mà làm được cái việc gì đó, để mà chứng minh cho mọi người thấy là tôi có khả năng, tôi có thể làm được việc gì đó, thì mình phải nâng cao cái kỹ năng cá nhân của mình lên. Và để mà nâng cao kỹ năng cá nhân của mình lên ấy, thì mình phải là nhóm C. Mình phải tập trung vào nghiên cứu, phải chi tiết, cẩn thận. Đúng không ạ? Mình phải làm được mọi thứ từ cái việc nhỏ nhất. Mình phải làm được đã. Sau đó bắt đầu mình mới tìm cái người khác về làm cái công việc mà mình đang làm. Mình dạy cho họ làm, hướng dẫn cho họ làm. Đó. Thì đấy là cái việc mà là chúng ta phải trở thành người nhóm C, chi tiết, cẩn thận. Sau khi chúng ta có người về làm cho chúng ta rồi, đấy, cho những cái việc mà chúng ta đang làm rồi, chúng ta bàn giao lại cho họ rồi, thì chúng ta phải là cái người nhóm Y để mà gì ạ, để truyền cảm hứng cho đội nhóm của chúng ta, để đội nhóm chúng ta có thể làm việc được tốt. Và cuối cùng khi mà chúng ta có đông người rồi thì chúng ta cần phải trở thành nhóm S để yêu thương, để giữ gìn cho đội nhóm. Bởi vì khi mà đội nhóm chúng ta càng đông lên ấy, thì nó sẽ có những người có tính cách đối chọi nhau ở trong cái nhóm của chúng ta, và họ sẽ gì ạ, họ sẽ găng nhau, họ cũng cãi nhau, họ cũng tranh đấu nhau. Và việc của chúng ta là gì ạ, là xoa dịu bên này một tí, xoa dịu bên kia một tí, đúng không ạ? Và chúng ta phải là nhóm S yêu thương, trân trọng tất cả mọi người. Đó. Thì đấy là quy trình DCIS để mà khởi nghiệp. Thì cái này là ngày hôm nay là không phải chủ đề đó, Huy chỉ nói sơ qua một chút để anh chị em hiểu thôi. Có cả video nói về cái đó rồi, ok không ạ? Có cả một cái bài đào tạo hơn một tiếng đồng hồ để nói về cái đó rồi. Rồi. Thì đấy là cái yếu tố thứ ba để mà chúng ta gì ạ, tìm cái người đồng hành, cái người gọi là khởi nghiệp của chúng ta, bổ sung cho chúng ta những cái điểm mà chúng ta còn yếu. Thêm vào nữa đó là gì ạ, những cái người mà cùng kinh doanh, cùng khởi nghiệp với chúng ta ấy, thì ngoài cái việc mà họ có cái tầm nhìn, mục tiêu, ước mơ, sứ mệnh gần gần giống với chúng ta ấy, thì họ cũng phải là cái người là gì ạ, sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro trong khi khởi nghiệp. Đấy. Họ phải là những người sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro khi mà khởi nghiệp. Anh chị em chúng ta biết rồi, là khi mà khởi nghiệp kinh doanh thì bao giờ cũng vậy. Chúng ta có một cái ước mơ, chúng ta có một cái năng lượng, nhưng mà chúng ta gì ạ? Chúng ta cũng thường là chúng ta cũng chưa chưa giỏi trong cái việc đó. Khởi nghiệp mà mới bắt đầu công việc, công sự nghiệp mà. Cho nên là gì ạ? Rất có thể là chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro. Và việc của chúng ta đó là tìm những cái người ấy mà sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro. Có rất nhiều người không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bởi vì khi mà nghe rủi ro là họ rất là sợ. Có đúng không anh chị em? Họ rất là sợ. Và khi họ sợ thì họ không dám dấn thân, không dám làm.
và đụng vào cái gì họ cũng ngại, đụng cái gì họ cũng 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 sợ, đụng cái gì họ cũng rụt vào, đụng cái gì cũng bàn lùi, và khi đó thì rất là khó để đồng hành cùng với nhau. Cho nên kể cả là những người nhóm S, kể cả là những người nhóm D, kể cả những người nhóm C, kể cả những người nhóm I, thì khi mà khởi nghiệp ấy, là chúng ta phải có cái sự chấp nhận rủi ro. Bao nhiêu anh chị em khi mà chúng ta mong muốn khởi nghiệp kinh doanh, chúng ta phải chấp nhận một cái mức độ rủi ro nhất định. Tất nhiên là chúng ta không đến mức mà rủi ro đến gọi là nguy hiểm đến tính mạng thôi. Thế còn ngoài cái việc chết ra thì những cái việc khác chúng ta đều có thể làm được. Mất tiền chúng ta lấy lại được, đúng không ạ? Đấy, mất thời gian thì chúng ta có thể làm được. Đấy, thì mất tiền là cái thứ mất gọi là dễ nhất. Chứ còn mất thời gian cũng là cái, cũng là căng rồi, nhưng mà chúng ta có bài học, đúng không ạ? Nhưng mà mất, ví dụ như là mất sức khỏe, mất mối quan hệ thì đấy mới là những cái lớn. Đấy. Hoặc mất uy tín thì mới là cái lớn. Chứ còn mất thời gian, mất tiền bạc thì nó chuyện bình thường. Ok không ạ? Thời gian chúng ta không tiêu thì nó cũng mất mà. Đúng không ạ? Thì bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày nay chúng ta chấp nhận những cái rủi ro khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh thì comment là tôi, đúng không ạ? Anh chị em sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro khi mà khởi nghiệp kinh doanh thì comment là tôi. Đấy. Điều này Huy biết nó không dễ dàng, không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người. Nhưng nếu anh chị em xác định mình sẽ là những cái người khởi nghiệp kinh doanh thì hãy gì ạ? Thì hãy chấp nhận những cái rủi ro. Ok không ạ? Phải chấp nhận những rủi ro. Đó. Rồi, yếu tố tiếp theo. Yếu tố tiếp theo khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh đó là gì ạ? Những cái người mà cùng khởi nghiệp kinh doanh với chúng ta, họ phải là những người gì ạ? Họ có những cái tính cách như ạ? Ví dụ là gì ạ? Họ phải là người trung thực và gì ạ? Và đáng tin cậy. Họ phải là người trung thực và đáng tin cậy. Huy hay thường gọi những cái từ này, nó gọi là từ chính trực. Chính trực tức là gì ạ? Trung thực và đáng tin cậy. Đúng không ạ? Tại sao là như vậy ạ? Anh chị em có thích làm việc với những cái người lươn lẹo mà hay nói dối, mà hay lừa lọc người khác không? Đúng không ạ? Không, đúng không ạ? Chúng ta không thích làm việc với những con người như thế. Đúng chưa? Đấy, thế thì mình không thích làm việc với họ thì làm sao mà mình có thể làm bạn với họ trọn đời được? Mà không làm bạn với họ trọn đời thì làm sao mà mình lại còn kinh doanh được với họ? Làm bạn với họ còn khó, nói gì là kinh doanh. Cho nên những cái người nào mà hay lươn lẹo, mà hay gọi là nói dối, hay người hay nói dối thì làm sao ạ? Tuyệt đối đừng có hợp tác kinh doanh với họ. À, cái điều này suy ra điều gì ạ? Chúng ta không muốn hợp tác với những người không trung thực. Thì cái câu hỏi này, chúng ta phải là cái người như thế nào? Anh chị em comment xuống. Chúng ta phải là người thế nào? Chúng ta không thích làm việc với những người không trung thực. Đúng. Vậy thì chúng ta phải là người thế nào? Comment xuống ạ. Mình phải là người như nào? Rồi, đúng rồi. Mình phải là người trung thực. Mình phải là người uy tín. Đúng không ạ? Đấy. Thì giống cái lúc đầu ấy, đó là chúng ta xây dựng cái gì ạ? Cái uy tín cá nhân của mình ấy. Thì uy tín cá nhân của mình nó phải dựa trên gì ạ? Dựa trên cái sự thật, dựa trên cái sự sống thật. Mình phải là người sống thật. Mình sống sao? Mình báo cáo mọi người như vậy. Chứ mình không có gọi là tô màu mè để mà mình gọi là lòe loẹt để mình lừa người ta. Bởi vì mình lừa người ta được lúc đầu thôi. Lúc sau là sao ạ? Lúc sau người ta sẽ biết. Lúc sau người ta sẽ biết mình là ai. Cho nên là gì ạ? Lúc đầu người ta có thể bị lừa, lúc đầu người ta sẽ bị cái hào nhoáng của mình để che mờ. Nhưng mà sau khi mà họ hợp tác với nhau, bởi vì chúng ta xác định hợp tác với nhau lâu dài, khởi nghiệp kinh doanh là phải xác định đi lâu dài, không thể nào chộp giật một ngày hai ngày được, một tháng hai tháng được, mà xác định đi lâu dài. Mà đi lâu dài thì sao ạ? Thì lâu ngày thì kiểu gì nó cũng lộ ra thôi. Cho nên chúng ta là ai thì chúng ta cứ nói với họ như vậy. Đấy, tôi xấu như thế đấy. Anh chị em có theo được thì theo, không theo được thì thôi. Thế cho nó nhanh, đúng không ạ? Tất nhiên mình phải cố gắng để mình trở thành cái người tốt hơn. Và mình trở thành cái người tốt hơn nó là thực sự mình tốt hơn, chứ không phải là mình làm màu, đúng không ạ? Đấy, có rất nhiều anh chị em thì không có như vậy, mà mình cứ nói quá nên người ta gọi là gì ạ? Gọi là nguy hiểm ấy. Thằng này nghe nhìn có vẻ rất nguy hiểm, hoặc là nghe có vẻ rất là nguy hiểm ấy. Gọi là hay kiểu chém gió ấy, hoặc là
kiểu như là sống ảo ấy, tức là mình không có cái đấy mà mình cứ cứ bảo mình có ấy. Thì đấy là gì ạ? Đấy là sống ảo, nguy hiểm đấy ạ. Cho nên có một cái nguyên tắc rất là căn bản, đó là chúng ta phải là cái người uy tín và trung thực đó. Và chúng ta cũng tìm những cái người như vậy, người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mình muốn chơi với những người trung thực thì mình phải là người trung thực trước, đúng không anh chị em? Mình không trung thực thì những người trung thực họ không chơi với mình đấy. Cho nên là gì ạ? Nguyên tắc đầu tiên đó là mình phải là cái người trung thực và uy tín. Trung thực và uy tín ở đây có nghĩa là gì ạ? Là mình nói là mình làm, mình nói là mình làm. Còn nếu mà mình xác định không làm được thì đừng nói. Có rất nhiều người mà đặc biệt những người nhóm Y ấy, họ thích nói và họ nhiều khi họ nói nó cũng theo cảm xúc ấy mà. Họ nói xong họ quên, nói xong họ quên. Tức là nói xong đầu thất hứa ấy. Nói mình máu lên, ok ok nó làm cái kiểu vậy. Thì cái người đấy thì mới đầu nói chuyện ấy thì rất là vui, nói mới đầu nói chuyện thì rất là thân, nói mới đầu nói chuyện thì rất là thích. Nhưng nói chuyện đến lần thứ hai thứ ba mà bắt đầu cái người mà họ có cái trí tuệ ấy, họ sẽ hiểu ra, và khi họ hiểu ra thì họ chán ghét ngay, họ không thích chơi với những con người như vậy nữa đấy. Và lúc đó thì mình mất uy tín luôn, mà một lần mất tín thì vạn lần bất tin, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy lưu ý cái điều này, đúng không ạ? Ok nhé. Rồi cái yếu tố tiếp theo đó là gì ạ? Họ phải là người tích cực và có lòng biết ơn. Tại sao họ phải là người tích cực và có lòng biết ơn ạ? Bây giờ anh chị em tưởng tượng như này. Khi họ đến với chúng ta ấy, thì chắc chắn là họ cũng đang cần chúng ta. Chúng ta cần họ và họ cũng cần chúng ta, đúng không ạ? Và nếu như mà họ cần chúng ta thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Là giúp đỡ mọi người, đúng không ạ? Việc của chúng ta là giúp đỡ mọi người. Chúng ta có thể giúp đỡ họ được cái điều gì đó, nhưng mà cái sứ mệnh chúng ta lớn hơn, tầm nhìn chúng ta lớn hơn, họ về với chúng ta thì chúng ta sẽ giúp đỡ họ để họ gì ạ? Để họ có những cái điều họ muốn. Và cái điều gì diễn ra nếu như mà chúng ta giúp một cái người mà vô ơn ạ? Mình giúp một cái người vô ơn thì mình sẽ gọi là công cấp. Tức là mình giúp họ xong, bắt đầu họ quay ra họ gì ạ? Họ chửi mình, quay ra họ mắng mình, quay ra họ gì ạ? Họ chỉ nói những cái thứ tiêu cực thôi. Những cái thứ tích cực thì họ không nói, họ chỉ nói những cái thứ tiêu cực về mình thôi. Bởi vì bản chất mình cũng không hoàn hảo mà, mình cũng có những cái điểm khiếm khuyết. Chính vì vậy mà mình cần họ, đúng không chị em? Đó. Vậy mà gì ạ? Vậy mà họ chỉ nhìn thấy những thứ kém của mình, họ không nhìn thấy điểm mạnh của mình. Và khi đó thì sao ạ? Họ không có trân trọng mình, họ gì ạ? Họ tiêu cực, họ nói xấu mình, họ không trân trọng mình. Và khi đó họ không có lòng biết ơn. Và những cái người mà không có lòng biết ơn ấy, thì ngay cả những gì họ có nó cũng sẽ mất. Đấy, vì vậy là chúng ta hãy chọn những cái người nào đấy có lòng biết ơn, đúng không ạ? Thì cái này ấy, nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nhìn cách họ đối xử với những người khác, đặc biệt là cách họ đối xử với những người kém hơn họ, là chúng ta biết ngay là họ có lòng biết ơn hay không. Họ đối xử với những người trên họ, giỏi hơn họ, tài năng hơn họ, giàu hơn họ, thì họ xuyên xoe này, họ tìm cách gần gũi, họ nịnh nọt người ta. Còn những cái người yếu hơn họ thì họ quát nạt, họ chửi mắng, rồi họ gì ạ? Họ coi thường. Thì đấy là những người vô ơn và những người gì ạ? Ích kỷ, nó không có sự gì ạ? không có sự gọi là biết ơn. Và những người như vậy thì không đáng tin cậy và cũng không trung thực. Cho nên tốt nhất đó là gì ạ? Không tuyển những người đấy và không chơi với những người đấy, đúng không ạ? Và những người đấy mình chơi còn chẳng thích, làm sao mà làm việc được, đúng không ạ? Nó vi phạm nguyên tắc đầu tiên, đó là chọn những người mà mình thích chơi với họ, muốn trở thành bạn của họ, chọn được. Ok không ạ? Thế thì chúng ta hãy chọn những người tích cực và có lòng biết ơn. Anh chị em cho Huy hỏi này, bao nhiêu anh chị em chúng ta thích chơi với những người tích cực thì comment là tôi, đúng không ạ? Thích chơi với những người tích cực thì comment là tôi ạ. Mình thích chơi với những người tích cực. Tức là những người tích cực là những nào ạ? Là những người luôn luôn nhìn vào điểm tốt của người khác. Chúng ta nhìn thấy điểm xấu của họ, nhưng mà chúng ta hiểu rằng nhân vô thập toàn. Ai cũng có điểm xấu, ai cũng có mặt tốt, ai cũng có điểm yếu, ai cũng có điểm mạnh. Và nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào điểm yếu của nhau thì chúng ta chỉ toàn thấy nhau xấu thôi. Và nhìn thấy nhau xấu thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sẽ kể lể, chúng ta sẽ than phiền, chúng ta sẽ chán nản, mệt mỏi, chúng ta sẽ đổ lỗi
chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ khiêu khích, chúng ta sẽ cáu giận đó. Thì đấy là những cái cảm xúc mà gì ạ, tiêu cực. Thì những cái cảm xúc tiêu cực thì nó chúng ta là gì ạ, là không có đổ lỗi, không có than phiền, không có chỉ trích, đúng không ạ? Đấy, thì khi đó thì chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách rất là dễ dàng. Nếu như mà chúng ta có cái sai sót gì đó thì họ cũng dễ dàng cái việc mà thông cảm bỏ qua, và họ có sai sót gì đó thì chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua. Đấy. Như vậy để mà chúng ta chơi được với những người tích cực và có lòng biết ơn thì xin hỏi anh chị em, chúng ta phải là người thế nào? Chúng ta phải là người thế nào ạ? Để mà chơi được với những người tích cực và có lòng biết ơn thì chúng ta phải là người như thế nào? Để họ chơi với mình, những người tích cực và có lòng biết ơn họ thích chơi với ai? À, rất tuyệt vời. À, cảm ơn anh chị em. Đó là gì ạ? Chúng ta phải trở thành cái người tích cực và có lòng biết ơn. Đấy. Bao nhiêu anh chị em chúng ta đang là người tích cực hoặc chúng ta mong muốn mình trở thành người tích cực thì comment là tôi, đúng không ạ? Nếu anh chị em đang là người tích cực hoặc mong muốn thôi nhé. Đôi khi mình cũng cảm thấy mình chưa tích cực lắm đâu, nhưng mà mình mong muốn trở thành người tích cực. Đấy là gì ạ? Đấy là tốt rồi. Comment là tôi. Ok không ạ? Đó. Thì bởi vì như này, trước đây á là Huy cũng là người vô cùng tiêu cực anh chị em ạ. Huy là người tiêu cực vô cùng luôn. Nhưng mà bởi vì Huy biết rằng ấy, đó là mình không thích chơi với bọn tiêu cực. Mình không thích chơi với người tiêu cực, mặc dù mình là người tiêu cực và xung quanh mình toàn thằng tiêu cực thôi. Thế mình bảo là bây giờ mình thích chơi với những người tích cực hơn, bởi vì những người tích cực thường ấy, họ sẽ giàu có hơn. Đấy, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và họ sẽ khỏe mạnh hơn, họ sẽ thoải mái hơn, họ sẽ tự do hơn. Thế thì mình thích chơi với những người tích cực, cho nên là gì ạ? Mình bắt buộc mình phải thay đổi. Bắt buộc mình phải thay đổi để trở thành tích cực hơn. Đấy, và khi đó thì bắt đầu mình nhúng mình vào cái môi trường tích cực. Và khi mà mới bắt đầu nhúng mình vào cái môi trường tích cực ấy, anh chị em biết là gì ạ? Mình đau khổ vô cùng luôn. Mình đau đớn vô cùng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là mình phải bỏ đi những cái thằng bạn cũ. Những cái thằng bạn nhậu nhẹt ngày xưa ấy, là mình phải bỏ đi hết. Mình phải chấp nhận là không chơi với nó nữa. Bọn nó cứ rủ mình đi chơi, rủ mình đi nhậu. Thì mình sao ạ? Thì mình từ chối, mình không đi nữa. Rồi sau một vài lần thì nó sẽ, nó không chơi với mình nữa. Đấy, và khi đó thì nó quay ra nó bảo thằng này bây giờ đi học xong rồi về mà thế này thế kia, bắt đầu nó chửi mình đó, và lúc đó mình cảm thấy rất là đau đớn đó. Cái đau đớn thứ hai nữa là gì ạ? Khi mà mình tiêu cực ấy, mình chui vào cái nhóm toàn thằng tích cực ấy, mình mở miệng ra cái là bọn kia nó thấy thối, tức là mình mở miệng ra là bọn kia nó không ngửi được, và lúc đó làm sao ạ? Nó không chơi với mình. Cái bọn tiêu cực thì nó không chơi với mình nữa, bởi vì sao ạ? Mình chủ động mình không chơi với nó nữa. Cái bọn tích cực nó không chơi với mình, bởi vì sao ạ? Mình cũng chưa tích cực. Cho nên cái giai đoạn đấy là giai đoạn rất là cô đơn, rất là gì ạ? Rất là đau khổ. Mình nhảy vào cái nhóm mà tích cực, mình cảm thấy rất là cô đơn, bởi vì là mình không hiểu họ, họ cũng không hiểu mình. Đấy, mà mình phát biểu ra một câu mình lại thấy tự nhiên bọn nó cứ trốn đi hết. Đó. Và mới đầu thì cũng rất là băn khoăn, không biết mình đi cái con đường đấy có đúng hay không. Nhưng sau đó thì mình phải quyết tâm, mình nói rằng là mình phải quyết tâm, bởi vì phải vượt qua cái giai đoạn đó. Và cuối cùng mình bắt đầu rèn luyện bản thân mình, bắt đầu mình tích cực hơn. Khi mình ở trong cái môi trường tích cực thì bắt đầu mình được thay đổi, mình thay đổi một chút một, thì cuối cùng thì mình cũng trở thành cái người tích cực hơn, và càng ngày mình càng tích cực hơn. Đấy, và càng ngày mình càng hút về mình những con người tích cực hơn. Còn những người tiêu cực tự nhiên là gì ạ? Nó văng ra khỏi cuộc đời của mình. Họ muốn tiêu cực. Ngày xưa trên cái trang cá nhân của mình là rất nhiều những cái thằng nó vào comment vớ vẩn. Thế việc mình là gì ạ? Cứ thằng nào comment vớ vẩn mình kích unfriend luôn. Kể cả là bạn ngoài đời, kể cả bạn cấp 3, bạn đại học, unfriend luôn. Không chơi nữa. Chỉ đơn giản là sao ạ? Khi mình chưa tích cực một cách thực sự thì mình rất là dễ gọi là gì ạ? Trở lại cái trạng thái tiêu cực. Cho nên là gì ạ? Mình chưa giỏi đến mức mà mình thể giúp được nó, thì tốt nhất là gì ạ? Tránh xa cái độ đấy ra. Đúng không ạ? Tránh xa cái độ tiêu cực ra, bởi vì chúng ta chưa đủ sức để mà giúp họ. Thì việc đầu tiên là mình tránh xa nó ra, giúp chính mình trước, đúng không ạ? Mình cứu chính mình trước, còn độ đấy mình biết là nó tiêu cực, nhưng mà thôi kệ nó, tạm thời thế. Khi nào mình đủ giỏi để mà mình có sức ảnh hưởng, thuyết phục nó, thì lúc đó chúng ta quay trở lại, chúng ta giúp nó sau. Và nó phải muốn giúp thì mình mới giúp được. Nó không muốn giúp thì vĩnh viễn không ai có thể giúp được.
đến khi nào họ muốn giúp thì tự nhiên sẽ có người đến giúp. Người ta gọi là khi người trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Và đúng như vậy, khi mà Huy sẵn sàng thì người thầy của Huy xuất hiện. Và khi mà người thầy của Huy xuất hiện, Huy ngay lập tức Huy bám sát với họ. Bám sát với họ. Đó là khi mà Huy tham gia vào yêu game của thầy Phạm Thành Long. Đấy. Và Huy thấy rằng à, thầy Long là một cái người rất là giỏi. Và là cái người mà có những cái thứ mà mình không có. Cho nên là mình nhất định là phải đi theo thầy. Và ngay lập tức là Huy đóng cái khóa học yêu game luôn. Cái hồi đó Huy học lúc 2000 yêu kem lúc 2016 là lúc đó là 108 triệu, bây giờ nó là lên đến 500 triệu rồi, nhưng mà cái hồi đó Huy học là 108 triệu. Và anh chị em tưởng tượng cách đây 6 năm ấy thì chưa có một khóa học nào mà nó tầm khoảng độ 50 triệu, chứ đừng nói là 106 triệu. Cái khóa học Huy đóng tiền mà cao nhất ở cái giai đoạn đó là một cái khóa học nó rơi khoảng 3 triệu. Khóa học cao nhất mà mình đóng là khoảng độ 3 triệu. Thế mà bây giờ dám bỏ một phát 108 triệu để đi học. Anh chị em thấy không ạ? Đấy là cái sự quyết tâm rất lớn của mình. Đó. Và mình phải quyết tâm. Mình phải dám nghĩ, dám làm. Dám chấp nhận những cái rủi ro. Để mà gì ạ? Để mà đi vào cái con đường. Để mà thay đổi bản thân. Để mà gì ạ? Thay đổi cuộc đời của mình. Đó. Và không chấp nhận rủi ro thì anh chị em sẽ chẳng có gì cả. Anh chị em vẫn sẽ có những thứ mình có thôi. À, thầy Huy có nói rằng là gì ạ? Mình muốn có những thứ mình chưa có. Thì mình phải làm những thứ mình chưa từng làm. Đấy. Mình muốn có những thứ mình chưa từng có, phải làm những cái thứ mà mình chưa từng làm. Đúng không ạ? Và khi đó thì mình thấy rằng đấy là một quyết định cực kỳ là chính xác. Khi mình ra quyết định đó, anh chị em nó thực sự là gì là đắn đo vô cùng luôn. Bởi vì khi đó không có tiền. Không có tiền để mà gì ạ? Để mà mua cái khóa học đấy đâu. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà mình có một lý do. Mình có một lý do đủ lớn để mà mình làm việc đó. Và khi mà mình có lý do đủ lớn thì tự nhiên mình có cách để tạo ra tiền. Tự nhiên mình có cách để có thể có tiền để đóng cái khóa học đó. Rất là kỳ diệu. Hôm nào mà anh chị em mà có duyên thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về cái câu chuyện đó. Ok không ạ? Đó. Thì mình phải chấp nhận cái rủi ro khi mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Rồi. Tiếp theo nữa, cái người mà đồng hành với mình ấy, họ phải là cái người gì ạ? Họ phải là cái người mà sẵn sàng cống hiến cho đi, tức là họ phải là gì ạ, là người gì ạ, là người vị chủng. Người vị chủng tức là sao ạ? Chúng ta biết là gì ạ, là chúng ta khi mà con người được chia thành các cái cấp bậc, các cái cấp đầu tiên là vị kỷ là vì bản thân mình, tức là mình mong muốn được cái gì đó là vị kỷ. Mình được cái này, mình kiếm được tiền, mình kiếm được vợ ngon, mình kiếm được gái xinh, mình có cái này, mình có nhà, có xe, đấy là vị kỷ, nó vì bản thân mình. Sau đó thì chúng ta sẽ lên cái cấp bậc cao hơn, đó là vị chủng, tức là làm cái điều này vì ai. À, chúng ta bán hàng là vì khách hàng, chúng ta khởi nghiệp kinh doanh đó là gì ạ? Là giúp cho cộng đồng, những cái người xung quanh chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta khởi nghiệp kinh doanh vì gì ạ? Vì bố mẹ chúng ta, vì con cái chúng ta, vì gia đình của chúng ta, đấy là vị chủng, đúng không ạ? Đấy, vì nhân viên của chúng ta, vì những người đồng hành của chúng ta thì đấy là người vị chủng, đúng không ạ? Và lớn hơn nữa thì nó gọi là vị gì ạ? Vị quốc gia, tức là mình làm vì dân tộc, vì quốc gia của mình. Sau đó lớn hơn nữa là vì gì ạ? Vị thế giới, tức là mình làm cái điều gì đó vì cái thế giới này. Đấy, rồi cao hơn nữa là vì vũ trụ, đấy, bảo vệ vũ trụ này, kiểu như vậy. Thì nó khác từng cái cấp bậc như vậy. Khi mà người ta làm vì quốc gia ấy, thì anh chị em thấy là gì ạ? Người ta có thể hy sinh bản thân của họ. Anh chị em thấy ngày xưa mà có những cái trận chiến ấy, cái trận đấu tranh ấy, là bộ đội Việt Nam lại có thể cầm bom ba càng đâm thẳng xe tăng của Mỹ, của Mỹ, của Pháp ấy. Thì anh chị em thấy cái bom ba càng đấy là bom cảm tử, tức là mình đâm phát chết luôn, tức là đâm phát là mình chết luôn, nó chết mình chết luôn. Đó, thì khi mà họ làm vì một cái sứ mệnh lớn lao, tức là vì quốc gia, vì dân tộc ấy, thì họ sẵn sàng hy sinh bản thân họ. Anh chị em thấy không ạ? Còn nếu mà cái người mà vị chủng là vì bản thân mình thì sao ạ? No, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Bây giờ mình chết vì cái người này người kia là không có chuyện đấy, đúng không ạ? Chết vì dân tộc thì nghe có vẻ là hoang đường, nhưng mà thực tế là như vậy. Thực tế là khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn lịch sử đó, ở trong cái không khí đó thì chúng ta mới hiểu được. Đấy, có những cái người mà chỉ có 15, 16 tuổi đã xung phong để ra tiền tuyến để đấu tranh. Mà anh chị em biết rồi, sống giữa cái làn đạn, tức là đấu tranh lúc mà ra chiến trường ấy, là chết bất kể lúc nào, mà tỷ lệ chết thì cao hơn tỷ lệ sống. Đó, nhưng mà họ vẫn xung phong ra chiến trận.
Bởi vì sao? Bởi vì khi đó họ sống vì gì ạ? Họ sống vì dân tộc, chứ không phải sống vì bản thân họ nữa. Sống vì bản thân họ là vị kỷ. Và những cái người vị kỷ, tức là những người ích kỷ ấy, những người ích kỷ nó họ chỉ chăm chăm lo cho bản thân họ thôi, tức là làm sao họ họ có lợi thôi. Còn những người khác có lợi hay không họ không cần quan tâm, thì đấy là người vị kỷ, đúng không ạ? Còn người vị chủng là họ sẽ gì ạ? Họ sẽ quan tâm đến cả lợi ích của mọi người. Ngoài cái lợi ích của họ thì họ quan tâm lợi ích của mọi người, tức là nó gọi là win-win đó. Và cho Huy xin hỏi này, bao nhiêu anh chị em chúng ta không thích chơi với những người ích kỷ thì comment là số 1 chú Huy ạ. Nếu anh chị em không thích chơi với những người ích kỷ hay là những người vị kỷ thì comment số 1. Thế là từ cái này thì là mình lại hỏi câu hỏi nữa này anh chị em này. Thế mình không thích chơi với những cái thằng ích kỷ như vậy thì chúng ta phải là những người như thế nào? Chúng ta phải là cái người như nào? Mình không thích chơi với thằng vị kỷ thì chúng ta phải là người như nào? Bởi vì những cái thằng mà vị chủng thì nó không thích chơi với thằng vị kỷ. Thế thì việc của chúng ta là chúng ta phải là người như nào? À, mình phải là cái người gì ạ? Sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng cho đi, đúng không ạ? Là cái người hào phóng, đúng không ạ? Người ta bảo là gì ạ? Cái gì mà cái gì mà bo bo trời phạt thế mà gì ạ? Sởi lởi thì trời cho mà bo bo thì trời phạt này. Đúng không ạ? Mình cứ sởi lởi đi, mình cứ thoải mái đi, đúng không ạ? Đấy, thì lại trời lại càng cho. Cái càng bo bo mà càng tiết kiệm mà càng kiểu nghĩ cho bản thân mình thì làm sao ạ? Trời lại càng phạt, lại càng kém hơn, lại càng nghèo hơn. Và đây là một cái nghịch lý. Rất nhiều người bảo nhưng mà bây giờ em không có tiền thì sao mà em sởi lởi mà em hào phóng nữa, em phải có tiền mới hào phóng. Mà không, tiền bạc nó không tạo nên con người. Tiền bạc nó chỉ nhân cái nhân nhiều hơn, nó chỉ kêu cái nhân cách của chúng ta lên thôi. Ví dụ nhỉ, chúng ta là người vị chủng thì chúng ta không có tiền thì chúng ta giúp được ít người, có tiền chúng ta giúp được nhiều người. Còn chúng ta là người vị kỷ ấy, nếu không có tiền thì cũng chẳng giúp ai, mà có nhiều tiền chúng ta chẳng giúp ai. Ít tiền thì chúng ta làm hại ít người, và nhiều tiền chúng ta làm hại nhiều người. Cho nên là chúng ta bảo là người giàu là cái người người độc ác là không đúng. Đấy, ví dụ ngày xưa chúng ta đọc những cái cuốn truyện là Lão Hà Tiện rồi là Lão Nhà Giàu Keo Kiệt, thì cái người giàu nó không phải là cái người mà chúng ta gọi là kỳ thị, mà gì ạ? Mà cái người gọi là vị kỷ thì ít tiền họ cũng vị kỷ, mà nhiều tiền họ càng vị kỷ, càng nhiều tiền họ lại càng tham đó. Thế thì việc của chúng ta đó là nhìn từ những cái hành động nhỏ ấy. Đấy, nhìn những cái hành động nhỏ của họ, xem cách mà họ giúp đỡ mọi người, xem cách mà họ suy nghĩ, cách mà họ tư duy ấy. Xem là họ họ thích giúp đỡ mọi người hay là gì ạ, hay là họ chỉ quan tâm đến bản thân của họ thôi. Thì cái điều này rất là quan trọng đó, điều này rất quan trọng. Và chúng ta đánh giá một người đôi khi chỉ qua những cái lời nói, qua những suy nghĩ rất là đơn giản, vô thức của họ thôi. Bởi cái chính cái vô thức của họ chính là cái thứ gọi là thể hiện cái tính cách của họ rõ ràng nhất. Và đôi khi họ không để ý, đúng không ạ? Đôi khi họ không để ý cái việc đó. Cho nên để mà chúng ta gọi là thu hút về mình những cái người vị chủng, những người hào phóng, những người sẵn sàng cống hiến, những người sẵn sàng cho đi ấy, thì chúng ta cũng phải như vậy. Và đấy là lý do tại sao mà Huy thường xuyên là cống hiến, là cho đi vì cộng đồng, những cái người mà đang khởi nghiệp kinh doanh, giúp đỡ cho anh chị em có những cái kiến thức, có những cái tư duy đúng đắn và tốt hơn để mà chúng ta có thể kinh doanh tốt hơn. Đó là lý do là Huy cống hiến cho cái phòng Zoom 5 giờ sáng hàng ngày ấy, trong vòng 3 năm rưỡi. Hơn 3 năm rưỡi tuần nào cũng vậy, là Huy cũng đều đặn là gì ạ? Dậy sớm để mà đào tạo, chia sẻ miễn phí những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái kinh nghiệm mà Huy tích lũy được trong vòng gần 20 năm kinh doanh của mình. Đó. Thì mình cứ cho đi thôi, mình cứ sởi lởi thôi. Bởi vì Huy tin rằng là sởi lởi thì trời sẽ cho. Mình cứ tin rằng là mình cứ cho đi trước rồi mình sẽ gặt lại sau, theo đúng luật là gì ạ? Luật nhân quả. Đúng không ạ? Mình cứ làm theo đúng luật nhân quả thôi. Thì kiểu gì cứ gieo nhân thì ắt sẽ gặt quả. Chỉ có điều là quả đấy nó mọc ở cái giai đoạn nào thôi, quả đấy nó mọc ở thời gian nào thôi. Đấy. Còn sớm hay muộn thì chúng ta sẽ gặt được quả.
Đấy, việc của chúng ta đó là cần phải cho đi nhiều hơn. Nếu mà chúng ta chưa gặt được quả thì chỉ đơn giản đó là chúng ta cho đi chưa đủ. Chúng ta cho đi chưa đủ và việc của chúng ta lại tiếp tục cho đi tiếp, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái điều mà Huy đang đang thực hiện, đang làm. Rồi, thế thì cái câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta tìm những cái người mà đồng hành với chúng ta ở đâu, đúng không ạ? Chúng ta tìm những cái người đồng hành chúng ta ở đâu. Đấy, thì thực tế là như này, để mà tìm người đồng hành không hề dễ dàng, đúng không anh chị em? Để mà tìm người đồng hành mà có đầy đủ những cái yếu tố như này ấy, thì thực sự nó rất là khó khăn. Và chúng ta phải tuyển chọn, chọn rồi lựa lọc rất là nhiều mới ra được một cái người thực sự là tốt, đúng không ạ? Và thực tế là Huy cũng đang đi tìm tuyển chọn về đội nhóm của mình những cái con người như vậy, những cái con người tốt như vậy. Và trong cái chương trình đào tạo của Huy ấy, thì Huy cũng thường xuyên tìm những cái con người mà có cùng cái mục tiêu và có cùng cái tư duy, có cùng cái ước mơ, có cùng cái sứ mệnh cùng với mình. Sau đó là Huy kiểm tra, Huy test, Huy làm việc cùng với họ, xem họ có những cái yếu tố như mà Huy vừa mới chia sẻ hay không. Ví dụ như là họ có chấp nhận những cái rủi ro hay không, họ có phải là người trung thực và đáng tin cậy hay không, họ có phải là người tích cực và có lòng biết ơn hay không, họ có phải là người vị chủng và sẵn sàng cống hiến và cho đi hay không. Đấy, nếu như mà họ có những cái điểm đó thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Trân trọng họ và mời họ tham gia cùng với đội nhóm của mình. Bởi vì đội nhóm của mình đang cùng lúc thực hiện rất nhiều cái mục tiêu và đội nhóm của mình chắc chắn sẽ giúp đỡ được họ. Chỉ có điều là gì ạ? Là thứ nhất là mình tìm được họ, thứ hai là để cho họ tìm được mình. Đúng không ạ? Đấy. Thì Châu Huy xin hỏi trong phòng Zoom ngày hôm nay, bao nhiêu anh chị em thấy rằng chúng ta có những cái đặc điểm như vừa rồi mà Huy vừa chia sẻ, những cái đặc điểm của những cái con người mà đáng để trở thành cái người đồng hành ấy. Nếu anh chị em nào mà thấy mình giống mình ấy, có cái đặc điểm đấy, thì anh chị em chúng ta là comment là tôi, đúng không ạ? Tự tin comment là tôi, đúng không ạ? Rồi. Ok, rất tuyệt vời. Thế thì cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em chúng ta ấy, cũng mong muốn có một cái đội nhóm kinh doanh, có một đội nhóm học tập, có một đội nhóm làm việc sẵn sàng cống hiến, hỗ trợ nhau, luôn luôn tích cực, có lòng biết ơn, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau một cách rất là vô tư, rất là nhiệt tình. Đấy, với một cái gọi là tầm nhìn lớn, với cái tư duy đã được gọi là gột rửa, tư duy đã được gọi là dạng là tích cực. Đấy. Nếu anh chị em mà vừa rồi ấy, mà anh chị em comment là tôi ấy, mà anh chị em mong muốn tham gia cái gì ạ, đội nhóm để mà kinh doanh cùng với Huy, cùng với cả những anh chị em mà trong team đội nhóm của Huy, thì anh chị em comment xuống là tôi muốn, đúng không ạ? Nếu anh chị em thực sự mong muốn trở thành một cái thành viên mà trong cái đội nhóm đấy, để mà chúng ta cùng nhau phát huy những cái thế mạnh của mình, bởi vì Huy một mình Huy cũng không thể làm được tất cả những cái việc đó. Đấy, cho nên là Huy cũng liên tục tìm kiếm cho mình những người đồng đội, tìm kiếm những người đồng hành, tìm những người mà ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân. Đấy, và mong muốn thành công, giàu có dựa trên cái luật nhân quả, giúp đỡ người khác để trở nên thành công, chứ không chỉ là gì ạ, là chà đạp người khác hay lợi dụng người khác hay là lừa lọc người khác để trở nên thành công. Đấy, thì nếu anh chị em mong muốn có một cái đội nhóm như vậy để chúng ta cùng nhau kinh doanh khởi nghiệp, thì comment xuống là tôi muốn, được không ạ? Comment xuống là tôi muốn, để mà gì ạ? Để mà chúng ta sẽ gọi là làm việc với nhau sâu hơn. Đó, để chúng ta có cơ hội để làm việc với nhau sâu hơn. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em thực sự mong muốn cái điều này, mong muốn mình trở nên giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, tự do hơn, có nhiều thời gian là mình tự do hơn, đúng không ạ? Giỏi hơn, có trí tuệ, tức là mình giỏi hơn, có gì ạ? Có nhiều mối quan hệ hơn. Đấy, và có nhiều cảm xúc tích cực hơn. Đấy là cái sứ mệnh, cũng là cái mục tiêu của đội nhóm, nó gọi là đội nhóm Diamond Team mà Huy đang xây dựng. Đấy, thì nếu mà anh chị em thực sự mong muốn cái điều này, thì tối ngày mai thì Huy có một cái chương trình, có một chương trình chia sẻ về một cái mô hình kinh doanh. Đấy, nếu anh chị em quan tâm kinh doanh
thì anh chị em tham gia để mà chúng ta tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh. Và đây nó chỉ là một trong số những cái mô hình kinh doanh mà Huy đang áp dụng thôi. Huy còn nhiều cái mô hình kinh doanh khác đang áp dụng để giúp cho anh chị em có thể kiếm tiền vừa phù hợp với cái năng lực của mình, vừa phù hợp với cái mục tiêu của mình. Nhưng mà nó cũng gì ạ? Nó là giúp đỡ cho khách hàng, giúp đỡ cho gì ạ? Cho mọi người. Đấy. Thì tối mai có một cái chương trình gọi là chia sẻ về một cái mô hình kinh doanh mà Huy cũng như anh chị em trong đội nhóm đang gì ạ? Đang follow, đang làm theo. Đấy. Đồng thời cũng có ngoài cái mô hình kinh doanh đó ra thì cũng có nhiều cái mô hình khác để vừa giúp cho anh chị em kinh doanh. Và ngoài ra thì có những cái khóa học, những cái lớp học hoàn toàn miễn phí khi mà anh chị em tham gia trở thành một thành viên của đội nhóm Diamond Team thì anh chị em sẽ được học hoàn toàn miễn phí. Và riêng cái tiền học mà miễn phí đó thì Huy tính ra ấy, nó rơi vào khoảng loanh quanh khoảng độ tầm 50 cho đến 100 triệu một năm. Tức là nếu anh chị em chỉ cần tham gia vào team đội nhóm thôi thì anh chị em đã tiết kiệm được khoảng 50 đến 100 triệu tiền học tập, tiền chi phí để bỏ ra để học tập đó. Và có một cái điều chắc chắn là tất cả những cái người mà tham gia team đội nhóm mà tham gia học tập nhá, tham gia team đội nhóm nhưng mà không học tập thì cũng không nói trước rồi, nhưng mà tham gia team đội nhóm mà gì ạ, mà sẵn sàng dành thời gian ra để học tập ấy, thì có một cái điều mà Huy chắc chắn với anh chị em đó là gì ạ, là cái sự phát triển bản thân của mình ấy nó vượt trội luôn. Có rất nhiều người học ở đây một năm thôi thì bằng học ngoài kia đóng tiền 100 triệu, nhưng mà học trong 3 năm. Học ở đây 1 năm thì bằng cái việc mà mình rèn luyện và mình làm những cái công việc bình thường ở ngoài ấy là 3 năm. Thậm chí là 5 năm. À, thì đấy là cái mà Huy tự tin, bởi vì đấy là cái thế mạnh của Huy. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, còn bạn Đặng Lâm hỏi là anh kinh doanh sản phẩm gì? Thì xin thưa với anh chị em đó là Huy thì tập trung vào việc là đào tạo. Đấy, và Huy có những cái khóa học nâng cao. Nhưng mà chỉ anh chị em nào mà thực sự mà quan tâm thì Huy mới chia sẻ thôi, chứ Huy không có bán hàng, bởi vì Huy tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng chứ không có bán hàng. Đúng không ạ? Đấy, thì anh chị em muốn kinh doanh cái sản phẩm gì thì Huy đều có các sản phẩm cho anh chị em kinh doanh hết. Huy có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau và nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, nhưng có một cái mô hình kinh doanh để gọi là bền vững để giúp cho anh chị em có thể là có một cái sự phối hợp nhau nó theo một quy trình đã được gì ạ, đã được chuẩn hóa từ quốc tế. Thì Huy rất là muốn giới thiệu nó cho anh chị em vào tối ngày mai, cũng tầm là gọi là 19:30 vào tối mai. Thì Huy, anh chị em sau khi mà tham gia cái chương trình đó, anh chị em sẽ hiểu được là cái mô hình kinh doanh là gì, cái sản phẩm là gì, cái chính sách là gì, làm sao mình có thể kiếm tiền được từ cái mô hình kinh doanh đó, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nếu mà Huy chia sẻ cái mô hình kinh doanh đó nó mất khoảng 2 tiếng thì nó không đủ thời gian. Đấy, cho nên là chút nữa thì Huy lại có một cái lịch nữa. Cho nên là nếu anh chị em nào thực sự mong muốn tham gia để trở thành một thành viên của team đội nhóm mà chúng ta đang mong muốn trở thành thì anh chị em hãy comment xuống là số 3 được không ạ? Anh chị em nào vừa mới comment hoặc là vừa nãy chưa comment, bây giờ vẫn là muốn tham gia vào cái mô hình kinh doanh này, vào cái đội nhóm này, để mà học tập, để phát triển bản thân, thì comment số 3. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 19:30 tối mai để chúng ta tìm hiểu một cách cụ thể. Đúng không ạ? Đấy, còn từ giờ đến tối mai thì Huy sẽ tặng cho anh chị em một cái khóa học nhỏ nhỏ của Huy để anh chị em có thể học, để có thể biết thêm về DISC. Bao nhiêu anh chị em muốn nhận được cái món quà này cũng hoàn toàn miễn phí. Thì anh chị em hãy comment xuống là số 4 nếu anh chị em muốn được nhận quà. Đấy, thì Huy có rất nhiều khóa học. Và những khóa học này thì nó không public ở trên các cái kênh truyền thông. Huy sẽ gửi riêng cái link cho anh chị em. Anh chị em vào cái link đó anh chị em học. Đúng không ạ? Đấy, thì nếu anh chị em nào thực sự mà mong muốn học tập thì nhận quà. Comment số 4. Thì tối mai khoảng độ 19:30 anh quay, nếu khoảng độ 19:45 gì đó thì chúng ta sẽ bắt đầu. Anh chị em vào Zoom, chúng ta cũng đặt tên theo mã là KM, họ tên của mình và tên người mời, và chúng ta cũng bật cam, tắt mic trong suốt cái quá trình. Đấy, đồng thời là chúng ta sẽ tập trung để lắng nghe. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, ngồi lại với cái người mời của mình, để mà chúng ta có thể trao đổi thêm
thì tổng cái thời gian đó loanh quanh nó rơi khoảng 2 đến 3 tiếng gì đó. Cho nên anh chị em chúng ta hãy lưu ý để chuẩn bị cái thời gian vào tối mai. Ok không ạ? Thì tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ sau đó thì anh chị em nào muốn gọi là tìm hiểu thêm, muốn gặp lại Huy thì qua ngày hôm sau nữa thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà Zoom cùng với Huy để chúng ta biết cách làm sao để chúng ta thể làm việc được ở cái công việc này, vừa là kinh doanh nhé anh chị em nhé, nhưng mà vừa là học tập. Ở đây á là Huy có rất nhiều cái chương trình đào tạo, ví dụ như đào tạo để mà cách để mà tự tin nói chuyện trước đám đông này. Đấy. Rồi cách làm sao để có thể kinh doanh, có thể bán hàng này. Đấy. Rồi là các cái kỹ năng để chốt sale này, các kỹ năng để mà tìm kiếm khách hàng mục tiêu này, các kỹ năng để marketing này, các kỹ năng để mà viết content này, làm sao cho nó để mà gì ạ, xây dựng được cái kịch bản bán hàng này. Đấy. Rồi các cái kịch bản để mà xử lý sự từ chối này. Với bất kỳ cái sản phẩm nào chúng ta đều có thể làm được này. Rồi cái kỹ năng để xây dựng cái thương hiệu cá nhân online này, kỹ năng để xây dựng cái gì ạ, cái hình ảnh của chúng ta này. Đấy, rồi kỹ năng để làm việc nhóm này, kỹ năng để lãnh đạo này, kỹ năng để quản lý đội nhóm này, kỹ năng để phân việc, để giao việc này, rồi rất nhiều kỹ năng khác, ví dụ như kỹ năng kiểm soát cảm xúc này, kỹ năng kiểm soát về thời gian này, quản lý thời gian này, rồi kỹ năng kiểm soát về 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 tài chính này, tài chính cá nhân này, rồi rất nhiều các kỹ năng khác, rồi cũng có những cái chương trình học NLP kéo dài trong vòng 1 tháng, có chương trình NLP kéo dài trong vòng 2 tháng để giúp chúng ta là thay đổi cái tư duy, những cái niềm tin giới hạn ở bên trong, đồng thời là sẽ giúp chúng ta làm chủ cuộc đời. À, thì khi mà anh chị em tham gia vào cái team đội nhóm của Huy thì tất cả các cái chương trình đó anh chị em được học tập gần như miễn phí, nếu mà có thì có thể là đóng một cái phí rất là nhỏ thôi. Ok không ạ? Thì đấy là cái mà Huy đang làm để giúp cho tất cả anh chị em chúng ta, đồng thời là hướng dẫn giúp cho anh chị em kinh doanh có sản phẩm tốt để mà dạy anh chị em làm luôn đấy, sản phẩm tốt có cái giá trị cao, hỗ trợ được cho khách hàng, rất là tuyệt vời. Ok không ạ?